Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong ngày hôm nay. Bão số 4 đang quần thảo khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, gió giật cấp 10. Bão số 4 đang trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Ảnh hưởng của bão số 4 tại đảo Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 10, giật cấp 14. Đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Đồng Hới, Đông Hà, Quảng Ngãi, An Nhơn, Quy Nhơn, Tuy Hòa có gió giật cấp 7. A Lưới, Nam Đông, Đà Nẵng có gió giật cấp 9. Trà My có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Tam Kỳ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13. Đắc Tô có gió giật cấp 6. Pleiku, An Khê có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 27 tháng 9 đến 7 giờ ngày 28 tháng 9. Một số nơi trên 230mm như Hà Tĩnh, Nam Đông, Thừa Thiên Huế 360mm. Trại Kiểm Lâm Sông Bắc, Đà Nẵng 233mm. Đầu mối Hồ Việt An, Quảng Nam 627,4mm, Trà Phú, Quảng Ngãi 263,6mm, Lý Sơn 337mm, Đắk Trong, Kon Tum 256,4mm. Hồi 7 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông. Trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở vùng tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, từ dưới 39 km/h. Vùng nguy hiểm trên biển trong 6 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 109,5 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển. Vùng biển từ Quảng Bình đến Phú Yên bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền, khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai có gió mạnh cấp 6, 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo mưa lớn. Trong ngày 28 tháng 9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm. Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Vùng ven biển, Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm một đợt, có nơi trên 180mm một đợt. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp. Bão số 4 đi vào đất liền gây mưa rất to khu vực Trung Bộ. Bão số 4 đã đi vào đất liền các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi với cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Ảnh hưởng của bão, Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông đến ngày 30 tháng 9. Đài khí tượng Thủy Văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nhận định. Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 4 kết hợp với rìa Tây Nam áp cao lạnh lục địa tăng cường nên từ sáng nay 28 tháng 9, thành phố Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa dự báo từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 tại khu vực trung tâm và các huyện phía Tây, phía Nam thành phố 50-100mm, có nơi lớn hơn, các huyện phía Bắc 40-70mm, có nơi lớn hơn. Trong mưa dông, Hà Nội có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Người dân thủ đô đề phòng nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp ven sông. Về diễn biến bão, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết,
4 giờ sáng nay, bão số 4 đã đi vào đất liền các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, giật cấp 13. Trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ hôm nay, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực Nam Lào với sức gió vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7. Do ảnh hưởng của bão nên hôm nay ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, có gió mạnh cấp 8, 9, vùng gần tâm bão cấp 10, 11, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6 mét, biển động dữ dội. Vùng biển ven bờ các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 8, 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5 mét. Trên đất liền, vùng ven biển các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 8, 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, giật cấp 13. Các khu vực sâu hơn trong đất liền có gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 11, 12. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Tỉnh Kon Tum có gió mạnh dần lên cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8, 9, có nơi cấp 10, giật cấp 12. Ngoài gió mạnh, sóng lớn, hôm nay các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum mưa rất to với lượng mưa phổ biến 120-200mm, có nơi cao hơn 250mm. Các tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn 150mm. Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 9, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250mm một đợt, có nơi cao hơn 300mm một đợt. Vùng ven biển, đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Hòa Bình, lượng mưa phổ biến 70 đến 150mm một đợt, có nơi cao hơn 180mm một đợt. Các tỉnh, thành phố, khu vực nêu trên đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại những vùng thấp. Ứng phó với bão và mưa lớn, 5 tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đã hoàn thành công tác sơ tán 104.317 hộ dân với tổng số 327.937 người sinh sống ở khu vực ảnh hưởng của bão đến nơi an toàn. Quyết định cho học sinh nghỉ học, cho cán bộ công nhân nghỉ làm để tránh bão. Trên các vùng biển ảnh hưởng của bão không còn tàu thuyền hoạt động, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã lệnh cấm biển. Các đơn vị quân đội, công an điều động 244.768 cán bộ chiến sĩ và 2.921 phương tiện hỗ trợ người dân địa phương triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó với bão. Về thiệt hại do bão số 4 gây ra, Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 cho biết, tính đến 4 giờ sáng nay chưa ghi nhận tổn thất về người, mà thiệt hại chủ yếu là nhà ở, gãy đổ cây xanh. Cụ thể tại tỉnh Quảng Trị, hồi 15 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9, trước thời điểm bão số 4 đổ bộ trên địa bàn thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, xảy ra lốc xoáy làm 4 người bị thương, tốc mái 120 ngôi nhà và nhiều hàng quán ven biển. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, bão gây mưa to đến rất to, gió giật cấp 7-9, địa phương chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ, cứu nạn. Thành phố Đà Nẵng có nơi mưa to đến rất to, gió lớn làm tốc mái 2 ngôi nhà, 172 trạm biến áp mất điện, đã khôi phục 89 trạm, ngã đổ 75 cây xanh và một số biển hiệu. Tỉnh Quảng Nam có nơi mưa to, cường độ gió tại các huyện, thị xã ven biển đạt cấp 8-9, riêng tại Tam Kỳ đã có gió giật cấp 13, 3.997 trạm biến áp bị mất điện, chưa khôi phục. Địa phương đang thống kê thiệt hại về tốc mái nhà, cây đổ. Tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, cường độ gió tại thành phố Quảng Ngãi mạnh cấp 6, giật cấp 7, Ba Tơ cấp 11, Lý Sơn gió giật cấp 12. Địa phương đang thống kê nhà bị tốc mái, gãy đổ cây xanh và tình hình mất điện. Tỉnh Bình Định mưa nhỏ, gió khoảng cấp 5, đang thống kê thiệt hại. Bão số 4 đổ bộ đất liền Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, mưa xối xả đổ xuống Trung Bộ. Bão số 4 đã đổ bộ vào khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Đáng nói, ngoài gió lớn, bão số 4 đã gây mưa to đến rất to cho toàn bộ khu vực Trung Bộ. Tại đảo Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 10, giật cấp 14. Đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Đồng Hới, Đông Hà, Quảng Ngãi, An Nhơn, Quy Nhơn, Tuy Hòa có gió giật cấp 7. Nam Đông, Đà Nẵng có gió giật cấp 9. Trà My, An Khê có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Tam Kỳ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13. Đắc Tô có gió giật cấp 6. Pleiku có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.
lượng mưa từ 19 giờ ngày 27 tháng 9 đến 0 giờ ngày 28 tháng 9 có nơi trên 220mm như Nam Đông, Thừa Thiên Huế 306,2mm, trạm kiểm lâm sông Bắc Đà Nẵng 221,2mm, đầu mối hồ Việt An Quảng Nam 381,6mm, Trà Phú Quảng Ngãi 245,4mm. Vào 4 giờ sáng nay, 28 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, từ 89 đến 117 km/giờ, giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10 giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50 km tính từ tâm bão. Trong sáng nay, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 106,0 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, từ 39 đến 49 km/giờ, giật cấp 7. Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, giật cấp 12, sóng biển cao 4 6 m, biển động dữ dội. Vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 8, 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, giật cấp 13, sóng biển cao 3 5 m. Ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 8, 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, giật cấp 13. Các khu vực sâu hơn trong đất liền, gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 11, 12, khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Khu vực Kon Tum có gió mạnh dần lên cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8, 9, có nơi cấp 10, giật cấp 12. Trong ngày 28 tháng 9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 120-200mm, có nơi trên 250mm. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Vùng ven biển Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm một đợt, có nơi trên 180mm một đợt. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh tin mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.